Hello, xin chào bạn. Chào bạn đã quay trở lại với lại video của kênh Gian Dụng Tốt. Và hôm nay thì mình sẽ xin chia sẻ một cái bí quyết nhỏ về cái khi mà các bạn xào nấu. Đây là mình xào thịt và cái chảo này thì nó dính cặn như thế này. Chảo này là chảo mặt đá chống dính nhá. Và như thế này xào xong thì các bạn không, tuyệt đối là không được dùng cái này để cọ chà như thế này, là nó sẽ xước mất cái lớp mà bóng, mà các bạn sẽ cho nước vào, các bạn ngâm thì mình nghĩ là ngâm có thể ví dụ buổi sáng các bạn nấu ăn xong, buổi trưa các bạn xào thịt xong, các bạn xào xong các bạn ngâm luôn, xong đến tối các bạn rửa thì nó sẽ có thể dùng cái rẻ này này, có thể dùng cái rẻ này để rửa. Rẻ này là rẻ lưới mà nó sẽ không bị xước cái nồi cái chảo này. Bây giờ chúng ta sẽ ngâm để đến buổi tối chúng ta rửa nhá. Và ok, thì bây giờ chúng ta sau khi chúng ta đã ngâm như vậy, buổi trưa ngâm như vậy ấy, thì bây giờ đến tối chúng ta ngâm. Chúng ta bỏ ra chúng ta rửa. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, nó sẽ rất là dễ này. Chà với toàn chà lại 2-3 lần là nó sẽ bay hết cái đấy, mà không cần phải dùng cái rẻ này. Nhiều bạn rửa ngay rửa kể cả nồi cơm điện thế nhá, rửa nên nó sẽ bong cái lớp chống dính thì sẽ nấu cơm nó sẽ bị không ngon. Bây giờ chúng ta sẽ chén qua nước này, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ sạch bong nhẵn nhụi. Buổi trưa nấu xong xong rồi ngâm nước tiếp, xong rồi đi làm tối về, đúng không, tối về lại rửa lại như thế thì nó sẽ rất là sạch sẽ. Ok, thấy không? Ok, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Gian Dụng Tốt, chia sẻ video này nếu bạn thấy video hữu ích. Và đừng quên để lại comment bình luận của các bạn ở phía dưới video này. Chúc bạn vui vẻ.